Em ơi đừng khóc, em ơi đừng không bỏ tôi trước mắt sẽ bắt em đi. Em ơi đừng lo, em ơi đừng cho tương lai vụt tắt sâu trong mờ mắt chúng tôi chỉ vì em đâu hết sai, em đâu thêm mãi để chưa tìm đâu. Không còn tương lai, em cũng chẳng còn thương ngày. Sau bao niềm đau em mong rằng con tim em dừng lại. Nỗi nhớ này lâu phai nhốt em trong một lâu đài của những cơn đau bất tận. Vì sao em phải khóc, có đang để buồn đâu. Tình yêu như cơn lốc, thoáng phút chốc lướt qua thật mau. Vì sao em phải khóc, có đang để buồn đâu. Dù kề môi em nốc thoáng phút chốc đã vơi u sầu. Vì sao em phải khóc, 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 khóc. Hello Hoài Nam ạ, chào anh Trần Văn Tùng, chào anh chị Trần Thế, chị Đào Nguyên. Em chào anh Lê Văn Trọng, Hoàng Tùng, Kiệt Thái. Chào anh Bà Hiếu, chào chị Loan Phượng yêu thương ạ. Vì sao em phải khóc, khóc. Chia sẻ cho em gái nhanh chị yêu thương ơi. Chúc mừng em rồi, cảm ơn anh chị ạ. Em chị vòng lại, hello chị Thanh Liêm yêu dấu nè. Buông bàn tay để chấm hết tất cả thứ làm em buồn, bao gồm cả cuộc đời của em. Em mà cho dù có khóc cũng sẽ đến ngày phải quên, thiên đường vẫn chờ ngày em đến. Không còn tương lai, em cũng chẳng còn thương ai. Sau bao niềm đau em mong rằng con tim em dừng lại. Nỗi nhớ đã lâu phai nhốt em trong một lâu đài của những cơn đau bất tận. Vì sao em phải khóc, có đang để buồn đâu. Tình yêu như cơn lốc thoáng phút chốc lướt qua thật mau. Vì sao em phải khóc, có đang để buồn đâu. Dù kề môi em nốc thoáng phút chốc đã vơi u sầu. Vì sao em phải khóc. Em chào chị Tuyền ạ, em luôn tuyệt vời, cảm ơn anh chị rất là nhiều. Nguyệt Sinh Lung Linh có sinh ông chị Huyền Hỏi ơi. Chị Tuyền ơi, em chào anh Bùi Tuấn ạ. Em chào chị Thư, chào anh chị Lương Thịnh, Út Nga. Em chào Cường Nam, Phương Vi, em chào tất cả các anh chị có mặt trong live stream của Minh Nguyệt ạ. Mọi người đừng quên là chia sẻ và đặc biệt là theo dõi trang fanpage của Minh Nguyệt. Và đợt tới em gái sẽ thường xuyên live stream ở trên này. Em chào chị Thương ạ. Minh Nguyệt lâu rồi, cảm ơn anh chị rất nhiều, chiêu quá đúng không nào. Hello chị Helen ạ. Helen Huỳnh, em chào tất cả các anh chị yêu thương nhé. Em chào anh Chiêm ạ. Chào chị, chào Nhung Nguyễn, chào anh Vũ Tuấn nha. Quan trọng là thần thái có đúng không nào. Em chào chị Yến Nguyệt này. Em chào anh Nguyễn Thọ. Trời ơi cái tên đập đá pha ke nghe cô hành tráng không anh chị. Thanh Đạt tiệc cưới em xin chào. Chào anh Nguyễn Phi Hồng, chào chị Như Bích ạ. Mọi người bình luận thật nhiều lên Lê Mạnh Quyền, Phương Vi nào, để cho mọi người có thể chào được tất cả quý anh chị có mặt trong live stream ngày hôm nay nhé. Đầu tuần vui vẻ, rồi chúc tất cả anh chị chúng ta đầu tuần vui vẻ nhá. Live phòng khác, dạ vâng chị Huyền Hợi ơi, em live phòng khác nè. Lâu lắm rồi, quá lâu rồi đúng không anh chị yêu thương ơi, rất là lâu rồi. Vậy thì bây giờ xem hát bài gì nào, mọi người muốn nghe bản gì nào. Đó, vừa rồi chúng ta đang được nghe một ca khúc là Bên Trên Tầng Lầu. Bên Trên Tầng Lầu nhá. Em chào anh Long Hách nè. Đó anh chị yêu thương chia sẻ like cho Minh Nguyệt đi nào. Mới được có 50 lượt chia sẻ, bình luận thật nhiều lên. Anh chị ơi chúng ta bình luận thật nhiều lên đi nào. Sinh nhật tuổi 18 ạ. Wow, thật là vui đúng không anh chị yêu thương. Chào anh Phạm Anh Tuấn nhá. Để em coi hát cái bản nào cho anh chị chúng ta cùng nghe nào. Thử bản này coi. Ngồi đây với trăng tan lẻ loi. Lâu lắm em không hát cái bản này. À, em hát cho mọi người nghe bài tango buồn nhé. Em thấy có rất nhiều anh chị chúng ta thích cái bản hát bài tango buồn để em hát cho anh chị nghe nè. Bài tango buồn nhé. Bài tango buồn. Em thấy có rất nhiều người thích cái bản này. Lâu lắm rồi thấy em like rồi. Em chào chị Vũ Châu nha, chào chị Huyền Nguyễn Du Lãng, chào Võ Phong ạ. Em chào tất cả các anh chị yêu thương, mọi người chia sẻ cho em gái Minh Nguyệt nha. Mọi người nghe cái nhạc có vừa chưa ạ? Có vừa với tai phone chưa mọi người? Có vừa với tai mình nghe chưa ạ?
cho chị Minh Khang ơi. Hey. Anh ơi, ta vui cho hết đêm nay. Anh ơi, ta nâng ly uống cho say, để ngày mai đây mình chia tay, quên đi ân tình nóng say. Vẫn biết thế gian nhiều dối trá, giết chết con tim dài khờ. Vẫn biết yêu đương là nước mắt, em vẫn yêu anh mà thôi. Khi yêu, em trao anh hết con tim. Đêm đêm, em mơ xanh bước bên anh, cùng dìu nhau đi bài tango, em đưa anh vào vườn yêu. Cứ ngỡ phút giây tình đắm đuôi, sẽ mãi theo em một đời. Khúc hát tango tình chưa dứt, anh đỡ ra đi thật sao. Điều buồn tăng vô, ngân nga cùng đàn xa. Đưa anh đi về chốn nào, giờ còn mình em lỡ bước. Nhạc buồn đêm nay, tay nâng ly rượu cây. Không ai em giữ bước cùng, ôi khúc tan vô lẻ loi. Bài tăng gó buồn. Lấy cái số 300 anh chị ơi, kéo Minh Nguyễn lấy cái số 300 đi nào. Hey. Em chào chị Hà Nguyễn nhá. Thân thái tuyệt vời, cảm ơn Lê Mạnh Quyền, Lương Thịnh này, chị Tuyền Nguyễn yêu ơi, Nam Bùi Philip anh chị ơi, chào em gái em, chào chị Nguyễn Nhài ạ. Theo dõi phần bày của Minh Nguyệt thế nào. Anh ơi, ta vui cho hết đêm nay. Anh ơi, ta nâng ly uống cho say, để ngày mai đây mình chia tay, quên đi ân tình nồng say. Vẫn biết thế gian nhiều dối trá, giết chết con tim dài khờ. Vẫn biết yêu đương là nước mắt, em vẫn yêu anh mà thôi. Khi yêu, em trao anh hết con tim. Đêm đêm, em mơ xanh bước bên anh, cùng dìu nhau đi bài tango, em đưa anh vào vườn yêu. Cứ ngỡ phút giây tình nắm đuôi, sẽ mãi theo em một đời. Khúc hát tango tình chưa dứt, anh đỡ ra đi thật sao. Điều buồn tăng vô, ngân nga cùng đàn xa. Đưa anh đi về chốn nào, giờ còn mình em lỡ bước. Nhạc buồn đêm nay, tay nâng ly sực cây. Không ai em giữ bước cùng, ôi khúc tango lẻ loi. Điều buồn tăng vô, ngân nga cùng đàn xa. Đưa anh đi về chốn nào, giờ còn mình em lỡ bước. Nhạc buồn đêm nay, tay nâng ly sực cây. Không ai em giữ bước cùng, ôi khúc tango lẻ loi. Hey, lê luôn ạ. Em chào anh ạ. Dạ anh Đào Oanh ạ. Nguyễn Nương ạ. Em chào tất cả các anh chị có mặt trong live nhá. Nếu như mà em chưa chào được ai thì mọi người hãy bình luận thật nhiều lên, và để em gái có thể chào tất cả anh chị chúng ta nhá. Quá đỉnh luôn, cảm ơn anh Nguyễn Cưa. Cảm ơn tất cả các anh chị yêu thương có mặt trong live stream ngày hôm nay. Và có lẽ là rất là lâu rồi Minh Nguyệt mới quay trở lại để live stream để cho tất cả của anh chị chúng ta cùng nghe, đúng không nào? Và mọi người chúng ta để em coi mọi người có những ai trong này này. Em chào anh Chính Sinh Ngơ này. Chị em chào chị Trần Thị Thu Hương. Ăn gì mà xinh thế, ăn collagen. Ăn những cái gì đó, tất cả mọi thứ trên cuộc đời này anh chị ơi, cái gì đẹp là được. Em không biết mọi người như thế nào, những cầu ca khúc và Yêu Là Phải Thương, mà không biết là trong này cái beat nó như thế nào. Thì bây giờ mình cũng hát trong này đi, được không nào anh chị? Đó, ai mà em gái chưa chào mọi người thông cảm, và đặc biệt đừng quên theo dõi kênh fanpage của Minh Nguyệt nhá. Hello, em chào anh Vũ Hữu Mạnh, em chào tất cả các anh chị yêu thương. Trang Dương, Hà Nguyễn, Minh Khang, Ba Khí Miền Tây, Ái Vân này, Jo Nguyễn này, Không Lùi Bước. Em cảm ơn tất cả các tình cảm của anh chị chúng ta. Mặc dù hôm nay thì ca khúc của Tuấn Hưng à. Trước tiên em hát ca khúc này nhé, sau đó sẽ là ca khúc của Tuấn Hưng nè. Xinh gái quá em ơi, cảm ơn chị Thu Trang này. Yêu Là Phải Thương. Nào, chơi cái này coi nào. Tặng cho chị gái Loan Phượng cùng tất cả các chị thương có mặt trong live stream ngày hôm nay nhá. Dù cho người ta yêu anh bao nhiêu,
không nhiều hơn nát. Là vì niềm tin em trao cho anh đến ngày hôm nay vẫn còn. Buông tay khi còn yêu là điều em sợ nhất, vì em vẫn còn yêu anh. Yêu là phải thương nha mọi người. Hey! Em chào anh Vũ Tiến Trung, chào Hoàng Trung Kiên, chào anh Hiếu Phạm à. Dù em đâu nhưng em vẫn nắm đôi bàn tay em yêu thương nhất. Vì em cố chấp không muốn quên hay không thể quên. Người ta yêu thương nhau lâu lắm, em và anh chỉ thời gian ngắn. Em buông tay rồi đó, anh đi đi em ở lại đây. Phải làm sao anh mới nhận ra em yêu anh hơn tất cả. Dù là em chưa từng nói ra, một thời gian khi không gặp nhau sẽ trở nên xa lạ. Dù hai chúng ta đã từng yêu, mặc cho là anh đang yêu thương ai em không cần quan tâm. Vì thời gian có ai ta xa nhau mà em đã đau âm thầm. Và nếu em là người đẹp nhất trên đời, chắc bây giờ em đã không mất ai. Dù cho người ta yêu anh bao nhiêu cũng không nhiều hơn em. Là vì niềm tin em trao cho anh đến ngày hôm nay vẫn còn. Buông tay khi còn yêu là điều em sợ nhất, vì em vẫn còn yêu anh. Lên luôn chứ. Sao anh Lương Thịnh, em chào chị Ngọc Nga, Diệu Ý, Nguyễn Thị Diệu Ý. Hey! Tươi là không cần phải cứ tươi đúng anh chị yêu thương. Dù em đâu nhưng em vẫn nắm đôi bàn tay em yêu thương nhất. Vì em cố chấp không muốn quên hay không thể quên. Người ta yêu thương nhau lâu lắm, em và anh chỉ thời gian ngắn. Em buông tay rồi đó, anh đi đi em ở lại đây. Phải làm sao em mới nhận ra em yêu anh hơn tất cả. Dù là em chưa từng nói ra, một thời gian khi không gặp nhau sẽ trở nên xa lạ. Dù hai chúng ta đã từng yêu, mặc cho là anh đang yêu thương ai em không cần quan tâm. Vì thời gian có ai ta xa nhau mà em đã đau âm thầm. Và nếu em là người đẹp nhất Facebook, chắc bây giờ em đã không mất anh. Dù cho người ta yêu anh bao nhiêu cũng không nhiều hơn em. Là vì niềm tin em trao cho anh đến ngày hôm nay vẫn còn. Buông tay khi còn yêu là điều em sợ nhất, vì em vẫn còn yêu anh. Nay mới thấy Minh Nguyệt hát, em chào chị Thái Mỹ Nhân ạ. Cảm ơn anh chị rất là nhiều, mọi người bình luận. Bình luận thật nhiệt tình lên nhá. Bình luận nhiệt tình lên nào và chia sẻ rực rỡ cho em gái có được không ạ? Hey! Oh yeah! Hay là có thật đúng không anh chị? Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Nam Định chào Nguyệt. Minh Nguyệt chào anh Quang Hưởng và Quang Hường ạ. Em chào Đinh Văn Thuyết, chào Khánh Linh Gia Bảo ạ. Hey! Em chào chị Tùng Cao. Ơi đẹp nhớ khi chiều tà thì ngỡ bên ai tựa vào vai khi nhìn hoàng hôn. Nhưng hôm nay mình em yêu đuối, bốn bề đằng sau những nụ cười than trách soi chẳng chịu thương em đến đây. Thôi em đừng nặng lòng anh ta, muộn phiền làm chi dối trá. Sáng không buồn, tối em đau đêm về lại không. Sao em không nhìn về tương lai? Hình hài là một nhái hoa dại, so sánh sao được với những đóa hoa hồng lạ lẫm. Người con gái chẳng cần kêu xa, nụ cười đẹp nhất khi chiều tà. Khi nhìn hoàng hôn, nhưng hôm nay mình em yêu đuối, bốn bề đằng sau những nụ
cười than trách sai chẳng chịu thương em đến đây than trách sai chẳng chịu Minh Nguyệt tối nấu cơm vừa nhún nhảy chứ đúng mọi người đã nói Minh Nguyệt Hàn Quốc luôn rồi đó. Em chào tất cả các anh chị yêu thương có mặt trong live stream ngày hôm nay nhá. Thực ra là bây giờ em like cũng 50 mấy phút rồi nè. Chào chị Mộc Lan à. Mẹ là vòng tay ấp ôm con qua những ngày đông. Mẹ là dòng sông để con tắm mát trưa hè. Mẹ là rặng tre che bóng con đi học về. Mẹ là bờ đê để con vui với cánh diều. Mẹ làm bậc thang để con bước lên đỉnh cao. Mẹ là ánh sao để con ước ao bao điều. Mẹ làm thật nhiều chỉ mong con yêu thành công. Mẹ chỉ ước mong cho mai sau con sẽ nên người. Mẹ yêu ơi con yêu mẹ nhiều. Mẹ luôn là Phật sống của đời con. Mẹ cho con tình yêu cao quý. Mẹ là lý trí của đời con. Mẹ yêu ơi con yêu mẹ nhiều. Nhưng tháng ngày lắm lũ vì con. Đạo làm con luôn thấu hiểu. Con yêu mẹ nhiều lắm mẹ ơi. Hát cái khúc này nhận ra một điều là khi mình còn trẻ mình cũng đã làm những cái điều rất là sai lầm với ba mẹ của mình, đã làm cho cha cho mẹ mình phải khóc phải buồn. Thực sự là một cái cảm xúc không biết nói thế nào khi mà bây giờ mình cũng xa nhà xa cha mẹ, đó là một điều rất là buồn. Mẹ làm bậc thang để con bước lên đỉnh cao. Mẹ là ánh sao để con ước ao bao điều. Mẹ làm thật nhiều chỉ mong con yêu thành công. Mẹ chỉ ước mong cho mai sau con sẽ nên người. Mẹ yêu ơi con yêu mẹ nhiều. Mẹ luôn là Phật sống của đời con. Mẹ cho con tình yêu cao quý. Mẹ là lý trí của đời con. Mẹ yêu ơi con yêu mẹ nhiều. Nhưng tháng ngày lắm lũ vì con. Đạo làm con luôn thấu hiểu. Con yêu mẹ nhiều lắm mẹ ơi. Mẹ yêu ơi con yêu mẹ nhiều. Mẹ luôn là Phật sống của đời con. Mẹ cho con tình yêu cao quý. Mẹ là lý trí của đời con. Mẹ yêu ơi con yêu mẹ nhiều. Những tháng ngày lắm lũ vì con. Đạo làm con luôn thấu hiểu. Con yêu mẹ nhiều lắm mẹ ơi. Đạo làm con luôn thấu hiểu. Cuộc đời ta có thêm ngày mới để yêu thương. Tại sao chỉ bởi vì phải là ngày mới chúng ta thức dậy, chúng ta được thở thì đó mới là một ngày yêu thương.
Còn nếu chúng ta không còn được thở nữa thì chắc chắn là sẽ không thể nào mà chúng ta có thể là được hưởng thụ những cái điều tuyệt vời trong cuộc sống. Và cái thời điểm này là có lẽ anh chị chúng ta đang ăn cơm đúng không nào? Thì anh chị ơi, chị em chúc cho tất cả anh chị chúng ta có một bữa cơm thật là ngon cùng với gia đình và người thân của mình. Đặc biệt là có một tuần cực kỳ tuyệt vời. Nhớ là những ai đã theo dõi live stream đến đây rồi, mọi người đừng quên là tặng cho em một lượt theo dõi. Mọi người phải ấn theo dõi em để khi mà bật chế độ thông báo khi em like thì mọi người chúng ta sẽ thấy em. Và em sẽ live stream vào khung giờ khoảng 12 giờ trưa và 8 giờ tối. Đó là những cái khung giờ em nghĩ rằng chúng ta có thể theo dõi được. Và những ai còn chưa chia sẻ, bữa giờ em không hát là bởi vì em cũng nghỉ dưỡng bệnh, cũng như là em trải nghiệm những cái dòng sản phẩm tuyệt vời khác nữa, và để dành tặng cho tất cả quý cô chú anh chị vào sau này. Bài hát này là tên gọi là Cảm ơn một niềm đau. Em cũng mới vô thôi chị Phương Thảo ơi. Bài chị Lan Ngọc yêu cầu bài hát Cảm ơn một niềm đau sau nha chị Lan Ngọc ơi. Hình như chị Lan Ngọc em biết chị là ai luôn á. Chỉ cần chị yêu cầu bài đó luôn. Em biết chị là ai luôn. Em yêu cầu một bài thôi, yêu cầu nhiều bài là không được. Cảm ơn tất cả các anh chị yêu thương rất là nhiều nhá. Cảm ơn anh, em chào một lần nữa, chào anh, chào chị Hoàng Văn Hòa, em chào chị Kim Thoa, chào anh Sơn Nguyễn ạ. Chào chị Đỗ Hạnh, chào chị Phương Thảo một lần nữa cả. Chào chị Ngân Hà, chào tất cả các anh chị yêu thương nhá. Đó, hello Nolido ạ. Rất tuyệt vời và chúng ta sẽ chờ đón vào sau này nha mọi người. Cảm ơn anh chị Trần Thế này. Cảm ơn đời, mỗi sớm mai thức giấc mọi người cảm thấy thế nào, có tuyệt vời không ạ? Đây gọi là chương trình hát live stream cho mọi người nghe chơi. Chả đã lâu lắm rồi em không hát cho mọi người nghe. Thế là bây giờ em mới hát cho mọi người chúng ta cùng nghe. Tặng chị một bài nữa đi, bài đó em đâu có biết đâu. Cái bài kinh nhật mà em chưa có biết, em chào chị Loan nha. Em chào tất cả anh chị yêu thương mọi người, em nói cho mọi người nghe rõ không? Tại vì bây giờ là mình rảnh mà. Đó, mình rất là rảnh luôn á. Ok. Một bài nữa tặng cho mọi người được không nào? Một bài nữa nhá. Sau đó em off nè. Một bài nữa nhá. Đúng một bài nữa thôi nào. Em sẽ off nha. Ok. Một bài duy nhất nữa tặng cho tất cả mọi người. Một bài bolero đi. Trong này có một số anh chị chúng ta yêu bolero đúng không? Thì em sẽ hát cho mọi người chúng ta nghe cái bản này nhá. Chiều Tây Đô đi. Bài này rất là lâu rồi chưa hát nhá. Em hát mọi người chúng ta nghe bản Chiều Tây Đô được không nào? Bài ngày xưa cấm đấy, bây giờ hết cấm rồi. Một đêm em mơ mình díu dít đưa nhau về thăm quê xưa với vườn cau thề. Bàn tay anh đan dìu em bước trên cỏ khô, đi trong hoang vắng chiều Tây Đô. Bờ sông yêu xưa tao thướt tha mỹ miều, sao anh không thấy về Ninh Kiều. Dường như anh nghe đời nắng chiếu trong màu đen, đen như manh áo buồn trường quen. Ghé hỏi có cây không gió ăn va, kể từ khi mất quê hương gió ra khơi đưa người vượt biển. Mẹ chờ thư về ngồi thèm thuồng miếng châu cây, trẻ thơ lang thang vì cơn đói suốt bao ngày. Vợ chờ tin chồng ngày về quá xa xăm, bao năm giải phóng như thế này phải không anh? Ngày xưa ta quen từng viên đá quanh sân trường, nay sao nghe khác từ tên đường.
tàu đưa ta đi, tàu sẽ đón ta hồi hương, Tây Đô sẽ sống lại yêu thương. Chiều Tây Đô. Chờ thư về ngồi thèm thuồng miếng trâu cay, trẻ thơ lang thang vì cơn đói suốt bao ngày, vợ chờ tin chồng ngày về quá xa xăm, bao năm giải phóng như thế này phải không anh? Ngày xưa ta quen từng viên đá quanh sân trường, nay sao nghe khác từ tên đường. Tàu đưa ta đi, tàu sẽ đón ta hồi hương, Tây Đô sẽ sống lại yêu thương. Tàu Tây Đô sẽ sống lại yêu thương. Tàu đưa ta đi, tàu sẽ đón ta hồi hương, Tây Đô sẽ sống lại yêu thương. Chiều Tây Đô đã là một ca khúc khép lại chương trình livestream của Minh Nguyệt ngày hôm nay. Và Minh Nguyệt xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất tới tất cả quý cô chú anh chị đã có mặt trong livestream ngày hôm nay. Và chúc tất cả mọi người chúng ta sẽ có một buổi tối thật vui cùng với gia đình và người thân. Và cảm ơn tình cảm của tất cả mọi người chúng ta đã lắng nghe. Và sau đây thì mọi người chúng ta dành có thể qua kênh nghe nhạc giải trí của Đinh Duy Trinh để chúng ta tiếp tục theo dõi những kênh nghe nhạc giải trí cùng với Đinh Duy Trinh nha. Cảm ơn tình cảm của anh chị rất là nhiều. Và xin chào và hẹn gặp lại anh chị chúng ta vào ngày mai nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào!